Trả lời một tờ báo nước ngoài, mẹ của nạn nhân Trần Đình Phú đã chia sẻ nỗi đau và cú sốc mà gia đình đang trải qua. Khi nghe tiếng ai đó mở cổng, tôi lại nghĩ chắc là con trai của tôi đi làm về, mẹ của Phú nói. Không thể tin rằng con trai tôi đã mất. Tôi không bao giờ tưởng tượng được rằng chuyến công tác đó lại trở thành chuyến đi cuối cùng của con tôi. Và tôi không bao giờ có thể gặp lại con nữa. Một người bạn của Phú cho biết, chuyên gia này đã làm việc cho bà trong khoảng một năm. Phú thường ra nước ngoài công tác và cũng thường xuyên đến Bangkok. Phú từng kể với bạn về việc trang điểm cho một người phụ nữ tự nhận là vợ tỷ phú Dubai, được cho là bà Selin Chong. Một phụ nữ ở Đà Nẵng đã giới thiệu Phú cho bà Chong. Cậu ấy cho tôi xem ảnh của vị khách đó, bạn của Phú nói. Cậu ấy cũng từng đi trang điểm cho người này ở một số nơi khác như Hồng Kông, Trung Quốc, không chỉ Thái Lan. Phú kể rằng nữ khách hàng rất khó tính và đã phải hỏi thầy phong thủy ở Hồng Kông, Trung Quốc để xem anh có hợp trang điểm cho bà hay không. Người bạn này tiết lộ, Phú mới từ Bangkok về Việt Nam vào ngày 10 tháng 7 sau khi trang điểm cho bà Chong. Ngày 12 tháng 7, Phú tiếp tục quay lại Bangkok để làm việc. Thi thể của chuyên gia trang điểm này được tìm thấy 4 ngày sau đó tại khách sạn Gian Hyatt Ezerwon. Cảnh sát cho rằng Phú và 4 người khác đã bị bà Chong đầu độc bằng trà tầm cyanua. Động cơ gây án có thể liên quan đến một khoản nợ đầu tư của bà Chong. Mẹ của Phú chỉ vào chai nước trên bàn trong ảnh chụp hiện trường, cho biết con trai tôi không uống trà, cà phê hay bia. Khi đi nước ngoài, Phú hay dùng nước trong chai và tự mở để uống. Nhưng có ai đó đã bỏ thuốc vào chai. Con trai tôi không làm gì để phải chịu đựng như vậy. Sao người ta lại đầu độc con tôi? Ngoài Phú, các nạn nhân còn lại của bà Chong được xác định là Giang Hung Van, 55 tuổi, Nguyễn Thi Phu Ong Lan, 47 tuổi, vợ chồng bà Nguyễn Thi Phu Ong, 46 tuổi và ông Phạm Hồng Thanh, 49 tuổi. Bà Chong và ông Van mang quốc tịch Mỹ, 4 người còn lại mang quốc tịch Việt Nam. Channel 7 đưa tin, bà Selin Chong cùng Nguyễn Thi Phu Ong Lan và Giang Hung Van đã mời những nạn nhân còn lại đầu tư vào một dự án bệnh viện ở Nhật Bản. Nhưng dự án không tiến triển nên các nhà đầu tư đòi lại tiền. Họ tới Thái Lan và ở lại khách sạn để hòa giải.